Những thay đổi này là những thay đổi nhỏ trong cuộc đời, nhưng đây chính là căn nguyên của tiền bạc. Tiền bạc đến từ đâu? Tiền bạc đến từ việc bạn phát triển mối quan hệ với những người xung quanh. Làm thế nào để có những người xung quanh? Đó là bạn có thể bước vào vùng an toàn của anh ta. Làm thế nào để bạn có thể bước vào vùng an toàn của anh ta? Chỉ khi bạn thân mật và tin cậy. Làm thế nào bạn có thể trở nên tin cậy? Bạn phải tràn đầy những hormone hạnh phúc để những người khác cảm thấy hạnh phúc khi ở gần bạn. Tôi muốn nói với các bạn về 4 hormone đem đến sự hạnh phúc cho con người. Hôm qua chúng ta nói về hormone thành công, thì hôm nay chúng ta nói về hormone hạnh phúc. Tôi sẽ có 4 hormone hạnh phúc, nhưng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn nói đến hormone này. Hormone có tên gọi là oxytocin. Oxytocin. Cách để tạo ra oxytocin. Oxytocin là hormone của tình yêu, rất cần thiết cho việc sinh con, cho con bú, gắn liền cha mẹ và con cái. Hormone này thúc đẩy sự tin tưởng, đồng cảm và gắn kết trong mối quan hệ. Mức độ oxytocin càng thường tăng lên khi có tiếp xúc thân thể như hôn, như âu yếm, như quan hệ tình dục. Làm thế nào để tăng oxytocin? Tặng những cái ôm. Vậy thì để khơi gậy hormone tình yêu, bạn hãy chăm chỉ thể hiện cử chỉ thân mật của mình với những người mình yêu thương. Điều này có thể là tặng những cái ôm ấm áp cho bố mẹ, vuốt ve thú cưng, dành thời gian cho bạn bè và âu yếm người mình yêu. Vài điều bạn còn nhớ, tình yêu chính là sức mạnh lớn nhất mà con người có thể nhờ nó mà vượt qua mọi khó khăn. Vậy ôm, vuốt ve, ôm người mình yêu, ôm những trao những cái ôm ấm áp cho bạn bè, người thân, gia đình. Chăm sóc tình yêu của mình, ôm và vuốt ve thú cưng. Đó là lý do tại sao tôi khuyên các bạn cần có một con chó trong nhà, cần có một con mèo trong nhà. Rèn luyện điều này để tăng cường hormone oxytocin trong cơ thể của bạn. Cô gái nhỏ đang có dịch vụ về chăm sóc thú, bạn chỉ tiếp cận nó với góc độ là một bác sĩ thú y, chăm sóc con chó cho nó khỏi ốm. Bạn thực sự là một chuyên gia y tế trong lĩnh vực thú y, và vì thế bạn đã rơi vào một cái bẫy ảo tưởng giỏi về thú y thì kinh doanh thú y. Nhưng đó là một sai lầm. Bạn phải hiểu rõ tại sao người ta cần con thú cưng trong nhà. Đây, bạn đã biết rồi. Thú cưng phát triển tình yêu. Những đứa trẻ trong nhà khi còn bé, nếu chúng được rèn luyện điều này, được huấn luyện, được chơi cùng, được chăm sóc những con thú cưng, chó, mèo, rắn, rết, kỳ đà, cá và những loài khác trong nhà, chim, chúng sẽ phát triển oxytocin, phát triển tình yêu trong chúng để chúng trở thành người trưởng thành nhanh hơn. Hormone tiếp theo, endorphin. Endorphin. Làm thế nào để có endorphin? Vận động và tập thể dục. Bạn có thể vươn vai, nhảy theo nhạc, tập thể dục, yoga, chạy bộ. Đó là những gì chúng ta đã làm ở đây trong những ngày qua. Và đó là những điều mà tôi khuyên các bạn ở đây khi trở về cần phải làm ngay. Bạn có thể vươn vai như ngày hôm qua. Bạn có thể tập thể dục, bạn có thể nhảy theo nhạc. Tất cả những điều đó làm tăng nồng độ endorphin. Endorphin được sinh ra bởi hệ thần kinh trung ương, giúp xoa dịu cơn đau về thể chất, tăng cường cảm giác dễ chịu, dẫn con người tới trạng thái vui vẻ. Khi các bạn chỉ cần đứng lên trong hội trường này, bạn đi xung quanh, bạn giơ tay, bạn chả cần ôm với ai cả, thì endorphin vẫn diễn ra. Nhưng nếu bạn ngồi lì ở đó, trên chiếc ghế ở đó và quan sát những người khác, bạn trở thành kẻ thờ ơ. Và sau đó bạn có thể rơi vào căng thẳng và testosterone bị tiêu diệt. Và đó là lý do nếu bạn tiếp tục ngồi ở đó, không gian của bạn không được mở rộng ra. Bạn biết không, những thay đổi này là những thay đổi nhỏ trong cuộc đời, nhưng đây chính là căn nguyên của tiền bạc. Tiền bạc đến từ đâu? Tiền bạc đến từ những người khác, không đến từ bên trong bạn được. Tiền bạc đến từ việc bạn phát triển mối quan hệ với những người xung quanh. Làm thế nào để có những người xung quanh? Đó là bạn có thể bước vào vùng an toàn của anh ta. Làm thế nào để bạn có thể bước vào vùng an toàn của anh ta? Chỉ khi bạn thân mật và tin cậy. Làm thế nào bạn có thể trở nên tin cậy? Bạn phải tràn đầy những hormone hạnh phúc để những người khác cảm thấy hạnh phúc khi ở gần bạn. Cho nên vì thế tôi muốn bạn vận động. Tại sao vận động? Vận động ra endorphin. Tại sao endorphin? Bạn cảm thấy hạnh phúc. Tại sao bạn cần phải cảm thấy hạnh phúc? Bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn sẽ làm cho những người khác cảm thấy hạnh phúc khi ở gần bạn. Họ sẽ ở gần bạn nhiều hơn. Tại sao bạn cần những người khác ở gần bạn hơn? Vì họ có tiền. Serotonin. Serotonin là hormone giảm căng thẳng, điều hòa tâm trạng, là chất hóa học được biết đến nhờ khả năng điều hòa giấc ngủ, ăn uống, tiêu hóa
bởi những tác dụng này mà nó thường thấy trong các thuốc trầm cảm. Bạn không cần dùng thuốc. Bạn còn nhớ đến con số 30% của chúng ta ở đây gặp vấn đề về tâm lý phải không nào? Bao nhiêu số các bạn còn nhớ ra chúng ta cứ 3 người thì có một người gặp vấn đề về tâm lý, giơ tay lên. Bạn cần nhớ bài tập này có nghĩa là chúng ta phải làm gì không? Quay sang bên trái, quay sang bên phải và nhìn hai người bên cạnh. Họ bình thường thì bạn là người bất thường. Và nếu mà người đó không nhìn bạn, yên tâm, người đó là người bất thường. Vậy serotonin được hình thành như thế nào? Đây là một số hormone đặc biệt. Nó lại không được hình thành ở đây. Nó được hình thành ở đây nhưng rất ít mà nó được hình thành ở đây. Bạn có thể kích hoạt serotonin bằng cách mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, đi bộ quanh khu vực mình sống, tắm nắng. Serotonin được hình thành trên thành ruột. Tất nhiên có cả trong não nhưng rất ít, được hình thành trong thành ruột với các thực phẩm giàu chất béo và protein. Đó là lý do tại sao chúng ta cần bổ sung các lợi khuẩn. Và đó cũng chính là câu nói tình yêu đến từ khúc bánh mì, hay là tình yêu đến từ dạ dày, là vì như vậy. Đừng chinh phục trái tim người đàn ông, hãy bắt đầu từ dạ dày của anh ta. Nếu bạn muốn chinh phục một người đàn ông tuyệt vời, đầu tiên phải đi học nữ công gia chánh nấu ăn. Khó đối với những người phụ nữ. Nếu bạn muốn có những người đàn ông mạnh mẽ, quyền lực thì hãy đi học nấu ăn. Còn nếu bạn có muốn những người đàn ông biết rửa bát quét nhà, xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ phải tiếp tục đứng đó như người đàn ông. Serotonin cũng có chức năng tình dục. Rồi mức độ ra ngoài. Rồi đầu tiên này là tự thay đổi tâm trạng thông qua các liệu pháp tâm lý. Đây chính là cách bạn thực hành khoa học quản trị cảm xúc. Khi bạn đọc, làm theo những điều trong quản trị cảm xúc, các hormone hạnh phúc cũng có thể hình thành. Thứ hai, ra ngoài trời. Đó là lý do tại sao tôi thích đón ánh bình minh. Một bí mật nhỏ, tất cả các phòng ngủ của tôi đều có thể có ánh sáng mặt trời. Tôi đều có thể ngắm bình minh từ trong giường ngủ của mình. Năm 2008, ánh sáng mặt trời làm sản sinh cả serotonin và endorphin. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có những bài tập dưới ánh nắng mặt trời. Bài tập này có tên gọi là HEAT Training, H-E-A-T, tập luyện dưới ánh nắng mặt trời. Cười với những người bạn xung quanh. Như vậy tập thể dục làm xuất hiện tất cả các hormone. Và cười với những người xung quanh. Cười có thể tăng cả dopamine, cả endorphin, cả serotonin. Các bạn nghĩ cười là cách để hạnh phúc. Nó có cả 4 hormone. Rồi tiếp tục. Nấu và thưởng thức một bữa ăn với người yêu. Cho nên nấu ăn là một nghệ thuật để hạnh phúc. Ai không biết nấu ăn, đừng lo lắng, cứ làm theo YouTube, dần dần sẽ thành công. Thức ăn cay giải phóng endorphin, sữa chua, đậu trứng, thịt hàm lượng giải phóng. Thức ăn giàu tryptophan cũng giảm được serotonin. Tiếp theo, nghe nhạc. Tiếp theo, nuôi thú cưng cũng tăng được serotonin. Chúng ta lại thấy là cười tăng cả 4 hormone, tập thể dục tăng cả 4 hormone, nuôi chó tăng cả 4 hormone, tận hưởng một giấc ngủ ngon, dành ra 7 đến 9 giờ để ngủ. Tiếp tục, quản lý căng thẳng. Kéo xếp tiếp theo, những thức ăn tăng cường serotonin, chuối, giàu protein này, thức ăn giàu protein, chuối này. Như vậy thì không cần dùng chất kích thích mà hãy tận hưởng cuộc sống, làm những điều bạn thích. Đi ra ngoài trời, đi dạo cùng bạn bè, nuôi thú cưng là những cách đơn giản để tăng nồng độ serotonin. Đi ăn với bạn bè, ăn các thực phẩm giàu tryptophan. Và trong đó nhớ rằng là chuối. Đấy là lý do tại sao trên cái hành trình đi sang Thái Lan, tôi toàn rủ ông Trường là chuối. Đang đi đường mà thế này, hôm mà đi ở trong Lào, đang đi đường này thấy có người ta bán hoa quả xung quanh, xuống làm nải chuối, lên trên đường chén tiếp, đi tiếp. Nó tăng cường hormone hạnh phúc này. Và cuối cùng dopamine, hormone thứ tư, dopamine không chỉ đơn giản là một hormone hạnh phúc. Dopamine là một chất dẫn truyền tạo ra để hệ thống thần kinh sử dụng, mục đích là gửi đến tín hiệu tế bào. Đây là nói là được là chất truyền tin hóa học. Dopamine như là một tín hiệu đưa các thông tin lên não. Dopamine được tạo ra như thế nào? Hormone dopamine được tạo thành thông qua hai quá trình. Dopamine rất quan trọng vì có thể ảnh hưởng đến các hành vi hàng ngày và hoạt động thể chất của các bạn. Vậy thì tại sao có một số người đã làm, có một số người làm và sau đó thì dừng lại, và một số người thì bắt đầu và kết thúc ở vạch đích?
Bởi vì nó có một cái dopamine được gọi là hormone của động lực. Dopamine còn được gọi là hormone của động lực. Dopamine giúp chúng ta học tập có động lực, vui vẻ, thay đổi nhịp tim, nhịp máu, tăng cường chức năng thận, tiết sữa, ngủ, xử lý các đau và giúp cơ thể của chúng ta chuyển động được. Ví dụ như chàng trai này lúc ấy bảo nhảy thì nó chỉ thế này thôi. Bảo nhảy nhưng mà nó chỉ lắc tay thôi. Thì sao như vậy? Thiếu động lực. Vậy thiếu động lực là gì? Không có nồng độ hormone đàn ông cao. Nhưng mà phụ nữ thì sao? Vì không có dopamine. Không có dopamine nên mình không muốn làm gì hết ấy. Mình thờ ơ với mọi thứ, bàng quan với mọi thứ. Mình không muốn làm cái gì hết. Có bảo làm cũng không làm. Vậy thì dopamine làm thế nào để có dopamine? Chuyển động, trạng thái nhận được tín hiệu, gây nghiện, vai trò của dopamine. Có thể nếu thiếu nó còn tâm thần, béo phì, huyết áp, đau ngực, khó thở. Các hoạt động tăng cường dopamine, âm nhạc. Âm nhạc mang lại chúng ta năng lượng và sự tích cực. Âm nhạc giúp ta cảm thấy tốt. Tất cả những gì bạn làm là tìm kiếm một bản nhạc lạc quan và tăng cường được sự tích cực. Vậy tất cả những cái điều mà chúng tôi đang nói với các bạn ở đây trong 3 ngày qua đều có liên quan đến cơ chế thần kinh và các hormone của cơ thể. Điều này giúp ích các bạn làm gì? Sản sinh ra 4 cái hormone. Vậy hãy cùng tôi nhớ lại một lần nữa. Oxytocin giúp bạn có gì ạ? Hormone của tình yêu. Làm thế nào để có hormone tình yêu? Ôm, hôn, vuốt ve. Endorphin thứ hai là gì? Endorphin. Endorphin có tác dụng giảm đau và giúp chúng ta an thần, giúp chúng ta ổn định lại mọi thứ. Endorphin có từ quá trình vận động cường độ cao và đặc biệt endorphin vận động cường độ cao dưới ánh sáng mặt trời. Đó là lý do tại sao một lần nữa tôi nói về việc vận động thường xuyên, chạy bộ, đạp xe, bơi lội hoặc làm yoga hoặc bất kỳ điều gì. Đó là lý do tại sao âm nhạc và nhảy nhót được có mặt ở đây. Tiếp theo, serotonin. Serotonin là hormone của đường ruột nhưng mà nó cũng là một loại hormone của hạnh phúc được hình thành trong cơ chế biến đổi các cái hợp chất tryptophan hay là còn gọi là các hợp chất protein và chất béo. Có nhiều trong hợp chất chất béo và protein. Chúng ta có thể ăn cùng bạn bè, đi chơi cùng bạn bè cũng hình thành ra serotonin. Tình yêu bắt nguồn từ dạ dày của người đàn ông. Serotonin. Hormone tiếp theo, dopamine. Dopamine là một hormone dẫn truyền, một hormone của động lực. Nếu thiếu dopamine, con người cảm thấy uể oải, không muốn làm việc, thờ ơ, lười biếng và ngồi yên, không đứng lên ôm những thằng khác. Tiếp theo, endorphin. Làm gì để có nhiều endorphin? Vận động. Làm gì để có nhiều serotonin? Vận động. Làm gì để có nhiều dopamine? Vận động. Vận động. Vậy thì chạy bộ dưới ánh nắng mặt trời và nghe nhạc khi chạy bộ là cách để có cả 4 hormone hạnh phúc. Và nếu mà nắm tay người yêu chạy bộ dưới ánh nắng mặt trời và nghe chung một bản nhạc thì tuyệt vời, phải không nào? Tất cả những gì chỉ cần làm như vậy. Hãy nắm tay vợ, nắm tay người yêu chạy trong cùng một giải đấu thể thao nào đó. Hạnh phúc là cùng nhau về đích. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.